Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo NTD Times tại Bắc Kinh, ngày 16 tháng 8 đưa tin, bão Talim sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào chiều tối ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương và có thể trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Khi đó, các tỉnh, thành phố như Quảng Đông, Tây Quảng Đông, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to, sức gió vùng gần tâm bão đổ bộ đạt cấp 12, cấp 14. Căn cứ dự báo của Đài Khí tượng Trung ương và ngành khí tượng các địa phương, cơn bão số 4 Talim năm nay đã mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới, hình thành bão vào lúc 2 giờ ngày 16 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Với tốc độ khoảng 15 km/h, sức mạnh của nó tăng dần lên. Nó dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 17 và sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm ngày 18. Bị ảnh hưởng bởi Talim, từ ngày 16 đến ngày 19 có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Nam Hồ Nam, Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Nam An Huy, Giang Tô, Tây Chiết Giang và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Đông Nam Vân Nam sẽ có mưa bão lớn. Ở khu vực ven biển phía Tây Nam Quảng Đông, khu vực ven biển Nam Quảng Tây, miền Trung và Bắc đảo Hải Nam sẽ có mưa dông đến mưa dông lớn trên mặt biển vịnh Bắc Bộ. Các sông Tây Giang, Bắc Giang, Đông Giang, Hán Giang và ven biển thuộc lưu vực sông Châu Giang, sông Nam Đô, sông Trung Hóa, sông Vạn Tuyền ở Hải Nam và sông Cửu Long ở Phúc Kiến sẽ bị lũ lụt. Một số sông vừa và nhỏ sẽ có mưa lớn. Các khu vực có thể xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Nam Quảng Tây và Tây Quảng Tây cũng sẽ có mưa to đến rất to. Sức gió sẽ tăng lên cấp 7, cấp 9 và giật cấp 10, cấp 11. Vì vậy, Đài quan sát khí tượng Quảng Tây đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Dự báo khi bão đổ bộ vào vùng biển Quảng Đông, sức gió vùng biển và các đảo gần tâm gió sẽ đạt cấp 10, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Ngoài ra, hầu hết biển Đông, phần phía Tây của kênh Ba Si, bờ biển phía Đông của trung tâm Quảng Đông, Tây Sa, Trung Sa, Đông Sa, Nam Sa và vùng biển gần đảo Hoàng Nham sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và một số vùng biển ở Trung và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Talim, một số chuyến tàu ở Hải Nam, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác sẽ bị đình chỉ. Theo tin tức do Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đưa ra, bị ảnh hưởng bởi thời tiết bão, Đường sắt Quảng Châu sẽ hủy các chuyến tàu đường sắt đi qua Giang Môn đến Trạm Giang, đảo Hải Nam, ngoại ô Hải Khẩu và Quảng Châu đến Mậu Danh, cả những ngày từ 17 đến trước 13 giờ ngày 18. Hà Xuyên, biển của đường sắt eo biển Quỳnh Châu và các chuyến tàu chở khách ra vào đảo sẽ bị đình chỉ. Theo Cục Quản lý An toàn Hàng hải, Trạm Giang, Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các tàu chở khách ro-ro ở eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 giờ sáng ngày 16. Cục khí tượng nhắc nhở rằng cơn bão Talim có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực ven biển của Quảng Đông. Tàu thuyền qua lại trên biển và những người đang làm việc trên biển cần kịp thời về cảng để tránh gió. Các thành phố và quận ven biển cần làm tốt công việc gia cố chống gió cho nhà kho xây dựng, công trình nhân tạo, biển quảng cáo ngoài trời và cây phủ xanh đường. Ngoài ra, cần chú ý đề phòng ngập úng đô thị và nông thôn, lũ cuốn núi, lở bùn, sạt lở đất và các thiên tai khác có thể do mưa lớn gây ra. Thưa quý vị, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm một thời của đại dịch COVID-19 Trung Quốc, hiện là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ tại nước này. Những cơn mưa lớn kéo dài trong những tuần qua đã làm ngập hàng chục thành phố trên khắp miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là những khu vực dọc theo sông Trường Giang. Theo đài truyền hình CCTV, đã có tổng cộng 121 người chết hoặc mất tích kể từ thứ Sáu tuần trước. Kể từ đầu tháng này, những cơn mưa đi kèm lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 19 triệu người và gây thiệt hại kinh tế 41 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tổng lượng mưa của Trung Quốc trong năm nay đã cao hơn 7% so với mức trung bình hàng năm và nằm ở điểm cao thứ hai sau 6 tháng kể từ năm 2013, theo Tân Hoa Xã. Năm nay, nước ta đã chứng kiến những trận mưa kéo dài và thường xuyên. Ông Vương Trường Lập, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo tuần trước, nhiều sông vừa và nhỏ có lũ lụt nhiều lần và tái diễn, mưa lớn và lũ lụt diễn ra dữ dội hơn so với trước đây. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, hơn 180 con sông trên 19 khu vực cấp tỉnh đã trải qua lũ lụt ở mức báo động và hàng chục con sông đã ghi nhận các trận lũ lớn nhất trong nhiều thập niên qua.
các nhà chức trách Trung Quốc đã phải phái hơn 9.000 nhân viên cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề kể từ thứ Sáu tuần trước. Chính quyền Bắc Kinh cũng tuyên bố trận lũ đầu tiên trên sông Trường Giang trong năm nay. Sau khi lượng mưa kéo dài trên thượng nguồn, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc báo cáo rằng hơn 50.000 mét khối nước đã chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp mỗi giây. Dự đoán được mưa lớn sẽ còn kéo dài, các nhà chức trách đã ra lệnh mở cửa xả lũ đập Tam Hiệp lần thứ nhất trong năm nay với công suất 35.000 mét khối nước mỗi giây. Vào đầu tuần này, quan chức thành phố Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ sau khi đập Tam Hiệp mở cửa xả nước. Hiện tại, chúng tôi đang trải qua giai đoạn thảm khốc. Người dân tốt nhất là không nên đi ra ngoài, chính quyền Vũ Hán thông báo. Ngoài Hồ Bắc, thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Nam đã nâng mức cảnh báo phòng chống lũ lụt. Cả hai khu vực cũng nằm dọc theo sông Dương Tử, dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tới. Chưa kịp hồi phục sau đợt mưa lũ nghiêm trọng những ngày vừa qua, khu vực miền Nam Trung Quốc lại đang phải đối mặt với nguy cơ trải qua một đợt lũ lụt nặng nề khác khi mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua. Miền Nam Trung Quốc bắt đầu phải hứng chịu một đợt mưa lớn mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lại phải tiếp tục phát đi cảnh báo vàng về mưa lũ, mức cảnh báo thứ 3 trong thang cảnh báo mưa lũ 4 cấp của nước này. Trong đợt mưa dự kiến kéo dài đến ngày 18 và 19 tháng 8, tổng lượng mưa ước tính khoảng 150-350mm. Trong đó, phía đông tỉnh Hồ Bắc, một số nơi ở tỉnh Tây Nam, tỉnh An Huy, lượng mưa lên đến 450mm. Theo thống kê mới nhất, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 20 triệu người ở 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc. Số người chết và mất tích do đợt thiên tai này đã vượt qua con số 120 người, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ, gần 6 tỷ đô la Mỹ. Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung cao độ triển khai các chiến dịch tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đối phó nguy cơ lũ lụt mới. Lượng mưa tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc có nơi lên đến 400-492mm, buộc thành phố này cùng nhiều địa phương khác tại tỉnh này, nơi có đập Tam Hiệp, phải phát đi báo động đỏ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt mưa lần này dự kiến kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 ngày, sẽ ảnh hưởng từ vùng Tây Nam đến Trung Hạ Du sông Trường Giang. Mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc. Thiên tai bão lụt không chỉ gây nhiều thiệt hại tới cho con người, mà cũng khiến nhiều loài động vật khác bị vạ lây. Số liệu từ Trung tâm Phòng chống hạn hán và lũ lụt Trung Quốc tính đến chiều ngày 12 tháng 8 cho biết tình hình mưa kéo dài từ đầu tháng 6 tới nay ở nước này đã khiến 38 triệu người dân sống tại 27 tỉnh thành chịu ảnh hưởng, bao gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Hơn 140 người chết hoặc mất tích, cũng như 2,25 triệu dân phải đi sơ tán. Ước tính thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới 11,7 tỷ đô la Mỹ. Những bức ảnh sau đây cho chúng ta thấy được thiên tai không chỉ gây ra tổn thất kinh tế lẫn tinh thần cho con người, mà ngay cả các loài động vật khác cũng khổ sở vì bão lụt. Chú khỉ ngồi trên thành cầu huyện Nam Bình, Phúc Kiến buồn bã nhìn dòng lũ. Đàn chuột cố chui vào chân một cột đình trốn lụt ở thị trấn Ngô Thành, Giang Tây. Một chú rắn cuộn mình quanh lan can, một công trình bị dòng lũ vây quanh. Hai chú lợn đang tìm nơi trú lũ. Chú lợn được chủ bế qua nơi úng ngập ở thành phố Thành Đô. Một chú chó khổ sở đi qua cùng nơi úng ngập cùng chủ tại thành phố Trường Sa, Hồ Nam. Thưa quý vị, lưu lượng dòng chảy thực tế vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã cao hơn nhiều so với mức dự đoán 55.000 mét khối mỗi giây trước đó. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 15 tháng 8 đưa tin do ảnh hưởng bởi mưa lớn vào ngày 14 tháng 8, trận lũ thứ nhất năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang. Lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh, đạt 61.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8. Đây là trận lũ lụt lớn nhất xuất hiện ở đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ năm nay tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết khi lũ đến, công trình đập Tam Hiệp đã hoạt động an toàn và suôn sẻ. Ba cửa xả đã được mở để xả lũ vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các hồ sơ giám sát của bộ phận vận hành công trình đập Tam Hiệp cho thấy các thông số chính về sự dịch chuyển, do gì và biến dạng của đập nằm trong phạm vi cho phép và chỉ số an toàn của các hạng mục kiến trúc giữ nước của đập là ổn định. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m khối trên giây, lưu lượng dòng chảy ra đạt 33.000 m khối trên giây và tỷ lệ chặn lũ vượt quá 45%. Hiện nay, mực nước trong hồ chứa đập đạt 160,17m, vượt qua giới hạn hơn 15m. Đồng thời, với việc giữ lũ, đập Tam Hiệp cũng tích cực phát huy hiệu quả sản xuất điện. Tại nhà máy điện Tam Hiệp, 32 tổ hợp tua bin nước khổng lồ
với công suất 700.000 kW đang hoạt động, biến dòng lũ cuồn cuộn thành một dòng điện ổn định. Theo báo cáo, từ 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, sản lượng điện của nhà máy điện Tam Hiệp đạt 22,5 triệu kW, tạo ra trung bình 540 triệu kWh một ngày. Theo dự đoán sơ bộ của Trung tâm Điều phối Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, trận lụt sẽ rút dần sau khi đạt đến đỉnh vào ngày 18 tháng 8, nhưng hồ chứa Tam Hiệp có thể vẫn sẽ đón nhận đợt nước mới vào những ngày tới. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!